Cổ Ngân, tình cũ tỷ phú 72 tuổi làm clip hướng dẫn cách cua đại gia. Cổ Ngân, cô gái Việt 26 tuổi là một trong những tên tuổi nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng thời gian gần đây bởi cuộc tình ồn ào với tỷ phú 72 tuổi tên WinCat. Cô nàng từng rất tự hào về mối tình lệch tuổi này và thường xuyên tâm sự chuyện tình cảm với những follower trên TikTok. Sau khi chia tay tỷ phú hơn 46 tuổi, Cổ Ngân vẫn thu hút sự chú ý khi dăm bữa nửa tháng lại đăng tải những thông tin về chuyện hậu chia tay. Mới đây, Cổ Ngân lại khiến netizen xôn xao khi chia sẻ chuyện bị các đối tượng đang muốn tán tỉnh người yêu cũ kể xấu về mình và hướng dẫn cách để tán đổ được tỷ phú cho những ai cần. Cụ thể, Cổ Ngân cho biết một số người khi cô nàng còn yêu tỷ phú thì thường xuyên chê bôi, nói cô yêu người già thế này thế kia. Nhưng đến khi cô chia tay rồi lại nhắn tin tán tỉnh người yêu cũ của cô, đồng thời còn kể xấu về cô nàng khiến Cổ Ngân rất bức xúc. Đặc biệt, cô nàng còn tiết lộ lý do mình biết được những thông tin này là do người yêu cũ kim vị tỷ phú kia đã kể lại chi tiết, chụp cả màn hình tin nhắn để gửi cho cô. Quá mệt mỏi với drama nói xấu mình của các cô gái, Cổ Ngân chia sẻ luôn cách cua người tình tỷ phú dễ hơn cho những ai cần. Theo Cổ Ngân, bí quyết chinh phục trái tim tỷ phú hay người nước ngoài nói chung là không nói xấu người yêu cũ của người ta. Điều này sẽ khiến bản thân bị mất điểm. Cô nàng cũng gửi lời cá trong hồ ai câu người ấy hưởng, ai quen được thì cứ quen, với những ai có ý định tấn công tình cũ của mình. Bên dưới video của Cổ Ngân có rất nhiều ý kiến bàn tán xôn xao, đa phần đều ủng hộ ý kiến không nói xấu người yêu cũ của đối tượng mình muốn cưa cẩm của cô nàng và thắc mắc về mối quan hệ của cô với tình cũ. Ông chú xin lỗi chị chưa, quay lại với ông chú cho các cô tức chơi, em ủng hộ chị với ông chú lắm. Em cũng thấy thế chị ơi, người nước ngoài không bao giờ nói xấu người yêu cũ đâu. Mấy cô lật mặt ghê chê người ta cho lắm vào. Thích chị nói chuyện vậy lắm luôn á trời. Nói đúng quá Ngân ơi, mong hai người quay lại với nhau quá. Chuyện tình của Cổ Ngân và vị tỷ phú 72 tuổi từng được netizen ngưỡng mộ và bàn tán không ngớt. Đầu năm 2019, WinCat qua Việt Nam công tác lúc quá cảnh ở Hồng Kông. Tỷ phú lướt Instagram và thấy Cổ Ngân nên đã nhắn tin lân la làm quen. Từ quen sang yêu của cặp đôi diễn ra khá nhanh chóng. Gái đẹp cho biết gặp nhau tối nay, qua hôm sau, về Mỹ thì tỷ phú 72 tuổi đã hỏi Cổ Ngân là có muốn làm bạn gái không. Lý do phần lớn là vì khoảng cách địa lý người bên Mỹ người ở Việt Nam nên cả hai quyết định chốt đơn nhanh gọn lẹ. Đầu tháng 6 năm 2019, Cổ Ngân và bạn trai WinCat đã có lễ đính hôn ấm cúng ở Seoul, Hàn Quốc. Tháng 7 năm 2019, cả hai có một buổi tiệc ấm cúng ở Việt Nam và bên nhau từ đó đến nay. Tuy nhiên, sang năm 2020 vì dịch Covid-19 nên Cổ Ngân và bạn trai tỷ phú yêu xa. Trong mắt cô nàng, Win là người hay ghen nhưng có tính cách thẳng thắn. Cả hai chia sẻ với nhau mọi chuyện. Tháng 1 năm 2021, chuyện tình yêu của Cổ Ngân và WinCat bất ngờ lên báo trung. Các tiêu đề báo đa phần tập trung vào khoảng cách 46 tuổi của cặp đôi. Netizen Việt cũng bày tỏ nhiều sự quan tâm đến chuyện tình của Cổ Ngân và bạn trai tỷ phú. Nhiều người chúc mừng nhưng cũng không ít lời đàm tiếu. Đối mặt với chuyện này, gái đẹp khá thẳng thắn. Lấy chồng giàu nhiều khi phải có duyên trời thương nữa chứ đâu phải muốn là có. Đời làm gì dễ dàng với ai thế. Tuy nhiên, đến tối ngày 4 tháng 4 năm 2021, Cổ Ngân lên livestream kể chuyện gây lộn với bạn trai. Cô nàng cho biết hai người đã không nói chuyện 2 tuần nay. Đến tối 2 tháng 4, cả hai nói chuyện được vài câu thì lại cãi nhau. Vì cảm thấy không còn tiếng nói chung nữa nên quyết định chia tay. Sau chia tay, Cổ Ngân không tỏ ra buồn phiền quá nhiều mà thay vào đó lại khá lạc quan yêu đời. Cách đây không lâu, Cổ Ngân gây bất ngờ khi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi ảnh online của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2021. Sự xuất hiện của gái đẹp từng gây không ít tranh cãi, bởi lẽ cô nàng đã đính hôn rồi, điều này có lẽ đã vi phạm quy chế của Hoa hậu Việt Nam. Đáp lại những bình luận công kích của netizen, Cổ Ngân cho biết mình không bị ảnh hưởng vì những lời bàn tán ác ý. Huống hồ chuyện tình cảm của cô với tỷ phú cũng chỉ như mọi cặp đôi khác, không đáng bị gọi là lùm xùm.